làm bất kỳ một cái ảnh gì đấy thôi, mình làm sao cho cái bước làm nó chậm nhất đấy. À không, sorry, tức là cái các bước nó làm nó dễ nhất để cho người nào xem cũng làm được ấy, thì chắc khả năng mình sẽ hướng theo cái cách đấy thì dễ hơn. Cái này chỉ mình có auto này. Đó, cái mây thì nó đẹp rồi này. Rồi giảm tối này, giảm highlight này, làm sáng này, xong rồi mình làm này, xong mình tiến qua cái kia nhá. Đây, giảm xuống này, cộng cái ti lên này, ho để tối lên này, shadow lên, rồi mình đẩy sáng lên, ho xong rồi mình đẩy lên, mình giảm xuống. Rồi xong mình cộng này. Cộng nó tươi lên nhá. Rồi giảm xuống luôn này. Cộng vàng lên này. Rồi. Mây này cho nó xuống một tí này. Cho mây sang màu này này. Rồi. Xong rồi màu da này. Cộng lên này, mình phủ nhá, mình phủ cái lớp màu đấy nhá. Mình thấy ông ví dụ như lúc nãy kiểu như kiểu phủ mạnh như kiểu của 50 này. Đó. Đó, ví dụ như phủ mạnh lên xanh như kiểu lúc nãy của cái file của lúc nãy của gì nhỉ, cái file như lúc nãy của Cường ấy, Cường Bùi ấy, nó phủ mạnh như này này, đó phủ cái màu xanh lên mạnh như này này. Cái này là cái cách khi mà Keda, như cái ngày xưa Keda là làm là hay làm theo kiểu cách dạng như này này, phủ lên rất là mạnh này. Đó, phủ cái màu xanh lên nó có một cái lớp xanh tím ở dưới này rất là mạnh này. Xong rồi bây giờ mình đẩy sáng lên này. Đó, xong rồi mình cuối cùng là mình cộng khử noi lên này. Đây, noi lên này. Rồi, ok. Giờ vào trong Photoshop mình xử lý nha. Let's go này. Cố gắng làm cho cái bước nào làm sao cho nó nhanh nhất có thể. Đó, để cho mọi người vào. Bây giờ thì thứ nhất là nó cái bước đầu tiên thì vẫn là cắt cúp nhá. Cắt cúp nhá mọi người nhá. Rồi. Xong rồi cái bước thứ hai thì vẫn là em năm thần thánh nha mọi người nhá. Đó, khoanh nó vào. Để coi mạng người như rác rồi. Mình trùng tu lại cái khu này luôn. Này thì ngồi đây. Đó. Mình bé tây này. Ủa cái này không phải là file ở Việt Nam à? Cái này tưởng cái nhà thờ gì ở Vũng ở Biên Hòa à? Không phải, cái này là file nước ngoài luôn à? Đây là Tây mà. Tây mà. Viết Tây. Đây. Rồi, bây giờ là mình dìm cái nền xuống này. Mình thấy cái file này ai làm ở trên Facebook rồi. Làm khá là kỳ công ấy, nhưng mà mình sẽ làm cái bước nó đơn giản hơn để cho ai vào xem, mọi người xem live dễ hình dung hơn, dễ làm hơn. Ví dụ như này nhá, kéo người ra này, xong bây giờ dìm cái nền xuống này, xong là chạy một cái lớp căng lên là được này, Ctrl U này, Ctrl 3 này. Đây, chọn cái màu gạch này. Đó, trừ nó xuống này, cho tối xuống này. Đó. Chọn cái màu gạch này, trừ tối xuống này. Xong để bật hết này, xong rồi dùng B này. Đó, xong mình bôi, mình trừ đi này. Đây là cái cách làm nó nhanh nhất và nó cơ bản nhất, phổ thông nhất mà mình hay làm. Đó. Bôi này. Để cho cái chủ thể của mình nó được nổi lên á. Bản chất khi mà mình làm ảnh HDR là mình cứ phải trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ là mình sẽ làm chủ thể nổi lên. Đó, bất kỳ một cái gì đấy mình cứ làm chủ thể nó lên, mình không cần làm giống thằng nào cả, mình cứ làm sao mà chủ thể nổi lên thì nó chất là được. Đó.
À, lấy lại cái chân này. Đó, rất là đơn giản đúng không? Nha, rồi xong rồi bây giờ dìm cái đèn xuống này. Dìm cái đèn này xuống thì có nhiều cách dìm mọi người nhá, dùng multi-light hoặc là dùng Ctrl-M, dùng Ctrl-L đều được hết ạ. Dùng cái nào mà thấy nó đẹp thì dùng. Đó, dùng Ctrl-L xuống xem, ok hơn không? Đó, cho lên tí nữa. Đây, dùng multi-light thử nhá. Multi-light nhá, multi-light luôn cho nó nhanh này. Rồi, giảm xuống đi tí nữa này. Ok chưa? Rồi bây giờ dìm lớp này, Ctrl này. Đó, ông nào vừa lúc nãy hỏi bảo dùng Ctrl An 3 đấy nhá, tôi hướng dẫn lại này. Ctrl An 3 đây, rồi Ctrl An 3 này nó chọn vùng trắng này, thấy chưa? Nó chọn vùng trắng vào này, sau đó mình sẽ để mặt nạ lớp đây. Đó, để mình chọn cái vùng trắng lên này. Đấy thì sau khi mình chọn vùng trắng lên thì mình sẽ nhân lớp lên. Đó, mình sẽ sorry, mình để về multi-line trước đã. Đây, mình nhân lớp lên này, mình để về multi-line này. Đó, xong Ctrl An 3 này. Chọn trắng này thấy chưa? Xong mình nhân lớp vào lên này. Đó. Cái này là sau đó mình tiếp tục nhân lớp vào lên này. Mình tách cái vùng highlight ra. Đấy, cái mặt nạ bên này là cái vùng bên này là vùng bên này là vùng mặt nạ là vùng trắng này. Xong mình gộp nó vào này. Đó. Ê, nói chung là ông cứ hiểu nôm na là ông gộp lên để ông dìm nền xuống thế là cho nó nhanh. Đó, thế thôi. Thế thì để mặt nạ lớp vào rồi tạo mặt nạ dùng B nó bôi, thế là được. Cứ thế mà biết là nó là dìm nền là được, dìm nền cho chủ thể mình nó nổi lên là được. Đây nha, thì tất tần tật các bước này nó làm ấy, quên mất chưa chạy mịn rồi, bôi nốt cái này xong chạy mịn. Đó thì tất tần tật tất cả các bước mình làm ấy thì nó chỉ gồm có là gì mình vào cắt cúp này xong mình ngồi vào mình nhặt rác này xong rồi mình trừ màu nền này xong rồi mình dìm cái bước này là xong. Đó, hiểu làm như thế cho nó nhanh đi cho mọi người dễ hình dung đi, còn làm nhiều bước quá sợ mọi người không có hiểu. Đó. Đây. Anh em nào mà mới xem thì mọi người tí là mọi người ngáp ngáp xong là đi ra luôn đấy, bởi vì nhiều bước quá, ví dụ như cái mảnh đầu tiên đấy. Đó, nó hơi nhiều bước quá đâm ra mọi người xem xong mọi người đi luôn, không hiểu ấy, hoặc là thấy nó nhiều quá nhưng khi làm mất thời gian. Đó, cứ bôi bôi tô tô này thôi, phát là xong. Chạy mịn cái là được. Nhanh. Đó, nha. Khoảng 5 này. Sáng sáng này đi. Lá này cho nó lên tí này. Đó. Mấy con bé này nó đi luôn à, chắc nó mẹ chôn trong gốc cây luôn à. Đó, bây giờ thì cái váy nào mà muốn nó sáng lên ấy, thì dùng cái bên này là ấn Q này. Chạy mịn ra nhá. Đó, bây giờ mình làm mịn da này, chạy mịn mịn nhẹ luôn này. Nói chung là làm ảnh HDR thì là dạng ảnh xa xa này, hoặc là anh nào mà làm album mình mịn nhẹ này cứ oánh phát vào là được, không cần phải chấm chiếc gì cả đây. Mặt nó đang đục 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 xấu xấu này, chạy phát là nó sạch luôn, nó căng luôn, không cần phải làm cái gì cả. Đó, không cần phải làm cái gì cả cho nó mất thời gian ra, cái nào làm nó nhanh thì mình thấy cái file của kia của ông nào làm là cái váy này nó trắng lên như này này. Họ muốn vài file trắng lên thì đơn giản thôi. Đây, chọn cái file này lên này, chọn cái váy nhá. Đó. Mình để Pfizer là một này, xong mình nhân lớp lên nhá, xong Ctrl L này. Xong mình đẩy cái L này lên này, đó nó sẽ rất là trắng này. Đấy, ok này. Đây, bật tắt cho xem này. Đó. Để khoảng 80% thôi là xong. Màu mặt này thì kệ nó, đây là cái vùng sáng của nó, cái khối của nó đừng động vào. Chấm nhẹ tí thôi. Đó, như thế thôi là xong cho nó nhanh. Cái mây này dìm xuống này. Làm thế này thôi, làm gì nhiều.
Đó, cho nó hơi tây tí thì sang đây tây này. Đó, muốn cho nó nét lên thì nhân lớp lên này, cộng nét lên là xong. Đó. Đây, để khoảng 50. Đó, thì mình sẽ xử lý như này thôi. Cho nhanh nhá, cho dễ hiểu nhá, không làm nhiều bước quá khó hiểu. Đây, thế là xong. Không có nick color, có lùng gì cả. Mất thời gian. Nhá. Ok chưa? Để xem cảnh gốc xem nó như nào nhá. Xong rồi chạy quay sang làm cái ảnh ở Lăng Cô đi. Đây Lăng Cô cũng thấy đẹp phết đấy. Đây cái ảnh này là 38 đây. So sánh cạnh gốc xem nhá. Đó, cạnh gốc như này. Đó. Cái này là mình chưa cộng hạt, mình chưa cộng nét lên, chưa cộng gắt lên tí nữa. Anh ơi, Sunny Color của em nó có nhiều phần màu như không có nhiều phần màu như anh nhỉ? Úi mẹ, ông hỏi câu này là thấy là lạ nhá, sao lại không có nhiều phần màu như anh người ta? Đây khoảng 60 này. Đó. Ủa, nó ông ơi, đi nhỉ? Nhấn B làm sao cho nó thành vùng tròn anh nhỉ? BQ cái này gọi là quick mark. Thế này là ông phải vào ông học ngay một khóa cơ bản rồi. Ông Hoàng Văn Lương này. Vào học khóa cơ bản đi. Học khóa cơ bản để hiểu hơn về Photoshop đi. Rồi mà cái BQ mà chưa hiểu là chưa được. Nếu như mà đã xác định làm chuyên nghiệp thì phải hiểu BQ là cái gì. Coi xong phải thực hành luôn, đúng rồi. Cảm ơn Đạt nhé. Anh ơi, sao phần nick color của em không có nhiều phần màu như của anh nhỉ? Sao lại không có nhiều phần màu nhỉ? Không có nhiều phần màu thì đỡ phải loạn thôi. Có nhiều màu thì loạn thêm ấy chứ. Mọi người xem cái ảnh này ok chưa? Xem như thế này có được không? Mọi người xem ok chưa hay là như nào thì mọi người comment cho mình cái để mình chuyển sang cảnh khác nhá. 53 người đang xem livestream, mọi người comment đi. Ảnh ok hay là không ok hay là chưa hiểu chỗ nào hay là muốn hỏi chỗ nào thì mọi người hỏi đi. Còn bạn gì nhỉ? Bạn gì lúc nãy nhắn tin bảo là học nhóm K3 ấy nhỉ? Có K3 kia có còn ngồi ở đây không? Thì có gì thì bạn hỏi luôn đó. Em Tây á, em Tây đi rồi. Ok, đó thì đấy là cái đây là mình sau một hai cái bài live thì mình đã rút ra kinh nghiệm là mình sẽ làm ít bước đi, mình sẽ làm ít bước đi, không làm nhiều đó. Cố gắng làm sao để cho mọi người dễ hiểu đó. Đó thì thì mọi người rồi ngon rồi đúng không? Đúng rồi, ngon. Mình làm cho nó làm sao nhỉ, cho nó ít bước tối ưu hóa đi, không không làm nhiều bước quá, làm nhiều quá rồi mọi người xem xong không có hình dung ra được, không biết cách làm. Còn nick color hay là cái gì thì mọi người thiếu cái gì thì vào cái link mà YouTube mà mình có hướng dẫn mọi người nhá, hướng dẫn mọi người đấy đó. Thì mọi người xem ok hết thì cho mình comment một cái số 1 để mình chuyển bài nhá. 51